Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Lan Thang đây. Thì ngày hôm nay quay trở lại nhà vườn Gia Huy của anh Tèo. Thì anh Tèo hôm nay thì có một cái số cây bonsai, chủ yếu là cây phôi đó, cần thăng, rồi sam núi trái, rồi me phôi nha các bạn. Nói bữa nay thì anh Tèo chủ yếu là lên cây phôi nhiều ha. Sam núi nè, sam núi bữa nay lên cây cũng lớn lớn không ha. Rồi thì bây giờ mình mời các bạn cùng đi vào chi tiết, anh Tèo sẽ giới thiệu từng cây cho các bạn mình ha. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho vườn bonsai Gia Huy cũng như là vườn của những anh em quay trên kênh. Thì các bạn có xem kênh nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh. Cái thứ nhất để động viên tinh thần cho mình tiếp tục quay phát triển cái kênh của mình để các bạn mình cùng giao lưu cây ha. Và cái thứ hai để bạn nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video clip mới ha. Rồi thì bây giờ mình đi mời bạn cùng đi vào chi tiết từng cây để anh Tèo giới thiệu cho bạn mình ha. Rồi thì mình đi vào gặp anh Tèo ha. Rồi xin chào anh Tèo, anh Tèo ơi. Rồi thì bây giờ anh Tèo đi vào chi tiết giới thiệu từng cây ha. Bữa nay lại nhà vườn bonsai Gia Huy nha cả nhà. Bữa nay em lên một mớ mặt hàng phôi sam trái với cận thân với me nha. Đã qua nhờ cả nhà ủng hộ mấy clip vừa qua, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha cả nhà. Rồi thì mình đi vào chi tiết luôn đi ha. Rồi rất mong được sự ủng hộ của các bạn cho nhà vườn Gia Huy nha các bạn. Rồi thì bữa nay anh Tèo mình lên đầu tiên là nhìn mới sam trái ha anh. Sam trái trước. Rồi thì sam trái thì anh Tèo anh cũng có ghi mã số bữa nay là 1T. Và thông số thì anh Tèo anh cũng có đo sẵn rồi ha. Một chút thì đi vào thông số thì anh đo vị trí nào thì báo cho bạn mình ha. Rồi xem dòng cho bạn mình xem mới đi ha. Rồi sam trái này là bây giờ mình mới xử lý bầu đồ làm lại hả anh Tèo? Cái này mình thay chậu cho ổi ấm cho nó chắc lượng thôi. Rồi về mấy anh chị em mà cứ để bình thường về à. Rồi ra tược chừng nào vô dây cái mình thay chậu mới. Rồi còn cây thì bây giờ mình xuất bán cho tất cả bạn mình thì mình bao sống bao ship luôn ha. Rồi bao sống cho cô chú anh chị mình luôn yên tâm ha. Nói chung là bên nhà vườn, nói chung nhà vườn thì bao sống thì các bạn cứ yên tâm ha. Chung nhà vườn lớn thì làm ăn với lại cái trách nhiệm bên kênh của mình thì cũng phải bảo đảm cho bạn ha. Rồi thì đi vào cây đầu tiên đi. Một cây trực huyền ha bạn. Đó, cây già đây. Mã 1T. Rồi, đây nè. Cây 17 anh bỏ đây nha cả nhà. Vị trí này là được 17 ha. Chiều cao. Chiều tán bay thôi à, 30. Chiều bay là từ đây tới đây ha anh Tèo. Rồi được 30 ha. 30. Đây các bạn nhìn sam núi này thì nó già nha các bạn. Chứ không phải là cây non ha. Đây nè, nó già mà bây giờ nói chung là do bên nhà vườn người ta làm, người ta cắt nè, mới xử lý lại nè các bạn. Đó, cốt cành đồi thì cũng có đầy đủ ha. Vậy anh em mình chơi cây trực quyền là hay lắm ha. Còn anh em nào muốn chơi đổ thì trồng nó cắt xuống một chút ha. Rồi thì cây 1T này mình giao lưu sao đây anh? 450.000 đã bao gồm phí ship ha. Rồi bao sống cho anh em mình ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 2T, cũng là sam núi trái ha. Sam núi này thì mình bao chất lượng là bao trái 100% ha anh Tèo. Bao trái bao ship luôn. Đó, đây nè, cái nước da nó già, nó xù xì hết, bạn mình cũng thấy ha. Đế đấm thì anh Tèo anh còn ngủ đây nè. Đó, quá trời cái chân đế này lực ha. Rồi, mình báo cái thông số cho bạn mình luôn đi anh ơi. 2T mã hoành thân em bay 20 nha cả nhà. Rồi hoành thân bay 26. Rồi cành bay luôn là 26 ha. Rồi. Chiều cao cây thì nó được khoảng 16 cm bạn ơi. Đó, bạn có thể hạo cái tay của anh Tèo đó. Cái đám sam núi trái này cũng khá là lớn ha. Hoành tới 20 đó các bạn ơi. Rồi thì cây này mình giao lưu sao anh? 550 bao ship. Rồi cây mã 2T này giá 550.000 đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 3T ha, cũng là sam núi trái dáng trực quyền ha. Đây cây thì nó già dục dịch hết các bạn ơi. Đó, những cái cắt lâu lâu năm của nhà vườn người ta cắt bây giờ lên giống như sù vậy. Giống này thì không phải là giống sù nha, nói chung nó nhờ được cái nó già, nó nu nần. Rồi đế đóng đây. Đó, xoay một vòng đi cho bạn mình xem kỹ cái đế đi anh Tèo ơi. Ồ quá trời cái đế ha. Nói chung hàng này cũng là hàng đẹp nha các bạn. Đấy, dành cho anh em mình thích sam núi trái. Tại vì có nhiều anh em hay hỏi bên kênh mình đó, có sam núi không đó. Thì hôm nay anh Tèo anh mang về phục vụ mình ha.
Rồi đi vào thông số luôn đi anh ơi. 3T Hoành Thân Memoria 19 nha cả nhà. Rồi Hoành Thân vị trí đó được 19. Tàn bay ra 27. Tàn bay ra 27, cây này cao có chừng 18 cm ha. Rồi, cây này giao lưu xanh. Giá cũng 550 em bao ship toàn mất nha. 550.000 đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi, cây tiếp theo là cây mã số 4T. Ha, một cây sam núi trái dáng đổ ha, cái gọng này đổ dữ luôn nè. Đây, đây đây nó vướng ở đó ha. Ồ. Rồi cây này đúng đúng cái thế đổ luôn ha, cốt cành có về anh em mình lượt làm lại thôi các bạn ha. Cũng khá phê ha, để nè. Mau bên chân cành mau chơi. Chân cành có hết rồi. Nói chung về anh em mình lượt lại những cái chi không cần thiết này nữa đi. Đó, rồi để đấm đây ha. Đây. Nói chung là cái đám này đế khá không hả anh Tạp. Rồi đi vào thông số của cây luôn đi. 4T Hoành Thân 19. Tàn bay ra là 36. Cây em cũng giao lưu là 550 em bao ship toàn. Ồ, chỉ có 550 thôi ha. Rồi bạn nào thích cây này cứ liên hệ cho vườn bonsai Gia Huy theo số điện thoại trên màn hình ha bạn. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Tiếp theo là cây mã số 5T ha, cũng một cây dáng đổ, quá trời đổ, cần đổ bài dữ thần các bạn. Nó hơi dài ha, xây nói chung thì đế đây đó. Đế khá không nha anh Tèo, anh còn ủ lại đó, anh chưa có làm để bảo đảm cái cây mình sống nó khỏe. Đó, nguyên cái cần bài hết biết đã. Đó, gốc đế nè. Cây này cây vừa đổ vừa bay luôn anh Tèo. Đổ cúp xuống xong rồi cạnh phóng ra vậy nè. Này nếu mà chơi đổ ôm chậu cũng ok ha. Rồi mình báo thông số cho bạn mình luôn đi anh ơi. Cây mã 5T Hoành Thân 19. Tàn bay ra 45. Rồi giá luôn anh ơi. Giá 550k. 550.000 cho cây này ha. Rồi bạn nào yêu thích cây này thì cứ liên hệ cho anh Tèo qua số điện thoại trên màn hình ha bạn. Rồi tiếp theo là cây mã số 6T. Cũng là một cây dáng đổ luôn ha. Cái đám này dáng đổ là nhiều hả anh ta? Đổ bay. Đó, đổ bay không à. Quá wow, những cây này chơi đổ ôm chậu thì dạ. Khỏi phải nói ha các bạn nè. Nhìn cận cảnh vào đi ha. Cây nó thân nè, các bạn nhìn thấy có thể thấy cái nét già của cây ha. Rồi đế đấm thì cũng tương đối là đều ha. Đây, có gồng rễ chịu này lực lắm mà các bạn. Rồi báo thông số luôn đi anh Tèo ơi. Mã 6T Hoành Thân 18 nha. Tán đổ xuống 37. Rồi cây này giao lưu xanh 500k em bao ship toàn quốc. Chỉ 500k đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi nè. Rồi thì tiếp theo là cây này là mã 7T ha anh. Ồ cây này cái coi đường co gắt đảo quá ha. Nói chung là chỉ có một hai anh em quay thì nó hơi chậm chậm một chút thì các bạn thông cảm ha. Đây gốc đế quá trời phê ha. Quay 20 cây luôn hả? Đó. Đây đây quay tới đi cho các bạn mình. Quá trời cái đường co lắc. Cái đường co nè, nó ăn tiền được cái đường co này đã lắm rồi các bạn. Quay qua bên kia cho các bạn mình xem tham khảo dòng cái cây luôn anh nè. Ồ chân rễ chịu mà rễ nó níu nè. Nó đúng cái bài của cây thác đổ. Nó phải có chân chịu, phải có cái rễ níu ở ngoài sau nè. Co lắc thì quá trời đã ha. Cốt cành chỗ ngay cái điểm dương này luôn nè. Rồi là sẵn ha. Đó, nó được một nhịp cốt rồi đó. Rồi báo cái thông số cho bạn mình luôn đi anh Tèo ơi. 7T Hoành Thân 18. Tàn đổ 34. Giao lưu là 550 em bao ship. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi. 7T 550.000. Tiếp theo là cây số mã số 8T. Rồi xây một vòng luôn đi. Rễ đế đấm nói chung cây nào cũng như cây đó nó đều ro hết ha bạn. Đế lực đã lắm nha. Mã 8T Hoành Thân 18. Tàn bay 33. Giá 550k. 8T 550k ha. Rồi bạn nào yêu thích cây này thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho anh Tèo nha bạn. Đợt này sam trái đổ mà lớn nữa.
Nói chung anh em trên thị trường hiện tại sâm trái, nhưng mà cái hoành có chừng 18-20 rồi, nó cũng không có nhiều đâu nha các bạn. Tiếp theo mã là 9T nha cả nhà. Mã số 9T ha, cũng một cây giọng đổ luôn. Giọng đổ thì mình về bay đổ rồi bay cũng được. Nói chung anh em mình về có tay nghề đào tạo thì sau này những cái cây này giá trị lắm anh Tèo ơi. Để đều hết nha. Để đấm cây các bạn nhìn kỹ cái thân ha. Cái cây già nha các bạn. Nó già xù xì sụp xịt chứ à. Rồi, mình đọc cái thông số cho bạn mình luôn đi anh Tèo ơi. Mã 9T Quỳnh Thân 19, thằng bay 40, cũng 550k luôn. 550k cho một cây bay này ha. Rồi lên cây tiếp luôn đi anh ơi. 10T. Rồi đây để em phụ cho. Nói chung thì chỉ có hai anh em thì nó cũng ít người, để bạn xem thì nó hơi lấp dấp thì các bạn thông cảm giúp ha. Rồi, xây một vòng luôn đi, cũng cây đổ ha, cái đường co quá trời luôn. Những cái cây này chắc là nhà vườn người ta phải sửa từ nhỏ ha anh Tèo. Sửa từ nhỏ mới được cái gọng cái kiểu này nè. Rồi, báo thông số rồi giá luôn cho bạn mình luôn đi anh Tèo ơi. Cái mã 10T Hoành Thân 18, tàn bay 40. Rồi, giá luôn anh. Giá 600k bao ship. 600.000 cho một cây. Quá đã ha. Rồi, rồi. Theo là cây mã số 11T. Cũng là sâm núi ha, cây này cây trực 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 hoành, trực quyền gì ha anh Tèo. Không mà cây này đánh dáng lông thì đánh đúng rồi. Cây này cây lông dáng cũng phải ha. Đó. Quá, wow, cái củ đế này khá là đẹp ha. Nè, cái củ đế này đẹp nha. Củ đế đều hết mà cọng nào cọng nấy nó lực lắm nha. Rồi thì đi vào thông số của cây luôn đi anh Tèo ơi. 11T này Hoành Thân 20. Tán bay ra 17. 17 ha. Cây này 600.000 hả? Ừ. Ồ, cây gốc đế gì có 600.000 rồi. Già nữa bạn. Sụp xịt hết ha. Rồi, cây tiếp theo luôn đi anh đây. Tiếp theo là cây mã số 12T. Cũng là một cây trực này, trực quyền ha. Trực quyền chơi trực đổ cũng được ha. Gốc đế cũng khá nha các bạn. Rồi, báo thông số luôn đi anh Tèo ơi. Quỳnh Thân 18, tàng bay ra 20. Cây này 4.500 bao ship nha cả nhà. Chỉ 450.000 ha. Rồi, lên cây tiếp theo luôn đi anh đây. Cây dáng lông. Rồi cây mã 13T. Một cây dáng này dáng lông ha. Lắc lượng dữ thần luôn mà. Chỉ có sửa từ nhỏ nó mới được ra những cái dáng này thôi nha các bạn. Rồi báo thông số cho các bạn mình luôn đi anh ơi. 13T Hoành Thân 21, cao 35, 600k bao ship. 600k đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp luôn đi anh ơi. Rồi, cây tiếp theo cũng là một cây dáng này lắc lượn dữ lắm luôn nè bạn ơi. Đây, 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 đây. Ha, cây này, già xù xì hết rồi nè. Quá trời, cái đường co thân luôn ha anh ta. Rồi, báo thông số luôn đi anh ơi. 14T, Quỳnh Thân 16 nha. Quỳnh Thân 16, cao 48. Rồi, giá luôn anh. Chỉ 400.000 đã bao gồm phí ship ha. Cây này đóng cái thùng đi hơi cao rồi ha anh Tèo. Đóng thùng cao bự rồi. Phí ship nó cũng nặng lắm bạn ơi. Lúc này bên vận chuyển thì cái ship nó cũng cao lắm à. Nó giá cả thị trường nó lên đó bạn. Rồi giá phí ship nó cũng tăng lên. Thì mong bạn thông cảm cho bên nhà vườn ha. 15T. Rồi. Cây mã số 15T. Cũng một cây trực dáng lắc lượng gì đây nè bạn. Quá trời, cái vàng nó nu nần cái nè. Đó, cũng như là người ta tỉa tược nó nhiều lần vậy đó. Rồi nó nu nần lên cái kiểu này nè bạn. Đó, còn đường co thì phải sửa từ nhỏ nó mới ra được những đường này ha. Rồi báo thông số luôn đi anh ơi. 15T Hoành Thân 16, cao 30. Rồi cây này giá 500k bao ship. 500k đã bao gồm phí ship ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 16T. Cũng là sâm núi trái ha, dáng cũng dáng đổ ha. Đổ mà nó có cành hồi là anh em mình muốn chơi đổ luôn á thì chắc mình cắt ngang đây ha anh Tèo. Đó, còn anh em nào muốn chơi cành huyền cho nó lạ lạ thì mình để cái dáng này mình chơi luôn ha. Rồi báo thông số luôn anh. 15. Tầng bay ra 23. 23 ha.
Rồi anh Tèo. 400k bao ship. 400k đã bao gồm phí ship ha. Lên cây tiếp theo luôn đi anh. Thì nói chung vườn của anh Tèo mình thì nó đa dạng mặt hàng lắm. Thì các bạn có muốn tìm thêm cái mặt hàng gì đó cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đó. Rồi anh Tèo anh sẽ hỗ trợ, ví dụ vườn có cái gì đó thì anh Tèo anh trợ hỗ trợ thêm ha bạn. Nói chung vườn thì cũng đa dạng chủng loại lắm. Rồi tiếp theo là cây mã số 17T. Đó, cũng một cây trực ha. Này cũng dáng huyền huyền lông nữa nè. Dáng toàn là quái quái không bạn ơi. Bộ bệ đế nè. Rễ lớn lớn không à. Nói chung bệ đế nè anh Tèo anh ủ lại đó bạn. Rồi báo thông số cho bạn mình luôn đi anh ơi. Bình thân 18, chiều cao 21. Rồi giá luôn 600k. 600k đã bao gồm phí ship ha. Những cây này toàn là sát lớn lớn không bạn ơi. Già nữa. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi. 18T. Rồi cũng một cây trật dáng đổ. Cái này là dáng đổ luôn rồi bạn ơi. Đó. Anh em mình chơi ôm chậu cũng được nữa. Đó, cạnh này chơi cái chậu đứng ha, ôm khá luôn đó. Rồi thì báo thông số luôn đi anh Tèo ơi. 18T Hoành Thân 19, đáng đổ 29, giá 500k bao ship. 500k đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn. Cái cây này khá là khéo đẹp, cũng là một cây đổ 19T. Ha. 19T. Đó, 19T, một cây sam núi dáng đổ ha. Bộ bệ đế đều ro luôn ha anh Tèo. Xoay một vòng cho bạn mình xem tham khảo luôn đi ha. Đó, bệ đế nó khá là đều ha. Rồi báo cái thông số cho bạn mình luôn đi anh ơi. Mã 19T Hoành Thân 21, tán đổ xuống là 41, giá 600k bao ship. 600k đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Mã số 20T cũng là một cây dáng đổ luôn. Rồi xây một vòng đi mình báo thông số báo giá cho bạn mình luôn đi anh ơi. Và cái sam núi này thì vườn của mình thì còn số lượng hả anh Tèo? Nếu mà mình giao sỉ thì có giao sỉ cho anh em mình kinh doanh đồ lại được không anh? Có luôn, giao sỉ giá thì hay mình giá số lượng như cái này. Thì mình cũng báo bạn gì, nếu mà bên nhà vườn của mình nếu mà giao sỉ thì sẽ cam kết cho anh em là cái giá rất là tốt. Thì anh em mình bán ra thì nó cũng tương đối với cái nhà vườn đang bán lẻ. Mà anh em sẽ có cái đồng lời ha anh Tèo. Đúng rồi. Rồi thì nếu mà anh em nào có lấy sỉ cái hàng sam núi này thì cứ liên hệ cho anh Tèo ha. Anh Tèo sẽ hỗ trợ thêm ha. Rồi thì đi vào cái cây này đi, thông số luôn đi anh ơi. Mã 21T Hoành Thân 14, tàn bay xuống là 30, giá là 350k. 350k cho cây mã 20T ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi cũng một cây dáng trực lên cành huyền ha. Rồi thì thông số luôn đi anh. 18 Hoành Thân 18, tán bay xuống 32. 32 ha. Rồi xây cái dòng sau luôn đi. Cây này giao lưu nhiêu anh? 450k. 450.000 đã bao gồm phí ship cho bạn mình luôn ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Cây mã số 22T. Quá trời luôn, cái cành đó nè, cái đường co đã hết biết không? Đó, như cái đường đua vậy bạn ơi. Rồi xây một vòng đi rồi báo thông số báo giá luôn anh ơi. Mã 22T Hoành Thân 21, tàn bay ở 40, giá 550k bao ship. 550.000 cho cây mã 22T. Rồi lên tiếp theo luôn đi anh ơi. Cây mã số 23T. Một cây cũng dáng trực lắc lượng thấy ghê lắm bạn ơi. Đây ha, xoay một vòng luôn đi anh Tèo ơi. Bệ đế là có hết nha bạn. Nó, đây. Nó, anh Tèo anh còn ủ lại cho cây nó khỏe thôi. Rồi thì các bạn có giao lưu thì có cần tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ bên vườn, anh Tèo sẽ hỗ trợ cho mình ha. Rồi, báo thông số luôn đi anh ơi. Mã 23T Hoành Thân 16, còn bay chiều cao 23. 23 ha. Rồi. 500k. 500k đã bao gồm phí ship nha bạn. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Mã cây mã số 24T cũng là sam núi trái luôn. Đó. Rồi xây một vòng đi rồi báo giá báo thông số luôn đi anh Tèo ơi. Cây
rồi mã 24 này hết lô sâm núi trái rồi, bữa nay lên 24 cây sâm núi rồi, thì số lượng thì còn nha bạn. Rồi thì báo thông số báo giá luôn đi anh Tèo ơi. Quỳnh Hân 20, tàn bay hướng 35. 35 ha. Em vô luôn là 400k bao ship. 400.000 đã bao gồm phí ship. Rồi bạn nào có yêu thích cây sâm trái nào thì cứ liên hệ cho vườn anh Tèo ha. Rồi lên tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi tới tiếp theo là cần thăng ha. Rồi cây cần thăng phôi thì đã trồng thuần sống khỏe trên chậu rồi. Đó, nói chung cây già nha bạn. Nó cần thăng của anh Tèo, cái đám phôi này thì nó lên ra cốm hết rồi. Đó. Bạn nhìn ha, nếu mà cái cây già thì nó sẽ lên cốm cốm vậy nè, còn cây non thì nó không có lên được gì đâu nha bạn. Đó, cây này thì được nuôi sữa từ nhỏ ha. Đó, cây này cũng như cây lông vậy mà. Khá là đẹp ha, lên tược sống khỏe rồi. Về anh em mình cứ việc vô dây ha. Rồi, đi vào thông số của cây luôn đi anh ơi. Thân đo trên đây là 25. Hoành thân được 25. Hoành đế 50. Hoành tổng đế là được 50. Cao 36. Chiều cao được 36. Rồi cây này giao lưu sao anh? 400 bao ship. 400.000 cho mã 25T, một cây cần thăng chà bá gì nè bạn ơi, to lắm nha. Nó chỉ có 400.000 thôi. Phí ship thì bây giờ chắc cũng phải 70-80.000 một cây vậy đó. Rồi phí thùng nữa bạn ơi. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Rồi tiếp theo cũng là cần thăng luôn ha bạn. Một cây 26T. Mã 26T ha. Một cây trực. Nói chung cốt cành đều có hết rồi bạn ơi. Thân trên đây là 26 hoành nha cái này. Hoành thân được là 26. Hoành đế 41. Tổng đế cây được là 41. Cao 32. Chiều cao của cây được là 32. Rồi cây này giá sao anh? 400.000 đã bao gồm phí ship luôn. Rồi bạn nào có thích thì cứ liên hệ cho anh Tèo qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi cây tiếp theo là cây 27T. Cũng là cần thăng luôn ha. Rồi xây một vòng đi anh Tèo ơi. Đây nó có hộp hộp anh Tèo phân hữu cơ ha. Thì hình như là vườn bên anh Tèo cũng xài toàn bộ là hữu cơ nha các bạn. Nói chung bên vườn là hạn chế không có hóa học luôn. Nói chung là vườn cây kiển thì anh em mình cũng khuyến cáo anh em nên xài phân hữu cơ đi, nó sẽ bền cây của mình hơn ha. Rồi đi vào thông số của cây luôn đi anh ơi. Hoành thân cũng 26 nha. 26 hoành thân nha các bạn. 41 hoành cũ. Hoành tổng đế là 41. Cao 24. Chiều cao của cây được 24. Giá cũng 400 luôn. 400k đã bao gồm phí ship ha. Ở dưới đây là rễ đế nó còn nữa ha anh Tèo. Đó. Nói chung là đế là phải đều, tại vì những cây này trồng á. Trồng nuôi đào tạo từ nhỏ rồi, bây giờ anh Tèo anh ủ đế lại cho nó khỏe cây thôi bạn ơi. Đó, nó chỉ có 400.000 ha. Tiếp theo. Rồi cây tiếp theo là cây mã 28T, cũng là cần thăng luôn ha. Xoay một vòng đi rồi mình hả đo luôn anh Tèo ơi, cho anh em mình coi hết. Ồ cái này đế đều hết nè. Nói chung cây nào cũng là đế đều hết bạn, mình yên tâm ha. Chung cây đã làm từ nhỏ mà. Rồi đi vào thông số luôn đi anh ơi. Hoành thân 24. Hoành thân của cây được là 24. Hoành cũ là được nhiêu hồi nãy? 42. Cao 21. Chiều cao của cây được là 21. 400k luôn. Rồi cây mã 28T này cũng 400.000 đã bao gồm phí ship cho bạn mình luôn ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh ơi. Rồi cây tiếp theo là cây mã số 29T. Rồi cây này dáng giống như dáng con thú ngồi vậy đó ha anh ta. Rồi nhìn thấy nó hay hay dữ ha. Nè da cốm nó lên hết vậy nè bạn. Đó, lên xù 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 da cốm nè. Đó. Rồi đây nè, cây bo thẹo mạnh lắm nha bạn. Rồi đi vào thông số luôn đi anh. Hoành thân 22. Hoành thân của cây được là 22. Hoành cũ 45. Hoành tổng đế được 45. Cao 24. Chiều cao của cây được là 24. Giá 450 bao ship. Rồi cây này thì 450.000, cây này giống con thú chung giặt rồi luôn bạn ơi. Rồi tiếp theo luôn đi anh. Thì tiếp theo thì anh Tèo anh lên phôi me ha. Cần thăng thì cũng lên vài cây vậy đó. Nói chung một clip lên vài cây cho có đa dạng cho bạn mình tham khảo cây gì đó. Có cần thêm thì cứ liên hệ cho anh Tèo, anh có thể hỗ trợ thêm cho bạn về những cái cây khác nữa. Rồi tiếp theo là phôi me ha.
Ồ, đường thân lắc lượng ha. Cây lớn nha các bạn. Me này là me chua hay me ngọt anh Tèo? Me chua. Rồi, me chua của miền Tây mình ha. Củ đế nè. Đó, củ đế quái không bạn ơi. Ồ, củ này là chắc có sữa củ đế từ nhỏ ha. Đó, sữa củ đế từ nhỏ nha các bạn. Rồi, xây một vòng đi anh Tèo ơi. Ồ, củ đế khá là quái đã ha. Rồi đi vào thông số luôn đi, mã 30T phải không anh Tèo? 30T. Rồi nó anh Tèo anh có ghi nhưng mà nó để vô cái chậu để cho nó vững cây đó. Mã số 30T nha các bạn. Hoành thân em đây 25 quần. Hoành thân được là 25. Hoành đế 40. Hoành tổng củ đế được là 40. Chiều cao 46. Chiều cao của cây được là 46 ha. Rồi cây này giá sao anh? 450.000 đã bao gồm phí ship ha. Đối với những cây này thì anh Tèo anh bó giấy là đi ok ở bạn ơi. Nói chung cốt cành tại vì cây phôi mà. Đó, cây này. Thùng. Bó giấy hay là đóng thùng luôn anh? Đóng thùng luôn. Đóng thùng luôn hả? Rồi tốn thêm tiền một cái thùng ha anh Tèo. Để bảo đảm cây cho bạn mình đi cho nó ổn thôi. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi cây tiếp theo là mã số 31T nha các bạn. Bạn nhớ chú ý cái mã số giúp mình ha. Rồi một cây cũng dáng quái đã dữ lắm mà. Củ đế thì được sửa từ nhỏ ha. Đây, củ đế hết hồn. Cây này thuộc dạng cây cũng lớn lớn ha. Anh em mình sau này sửa chơi cây cũng tầm trung chứ không phải mini bạn ơi. Này tầm trung trung rồi. Rồi đi vào thông số luôn đi anh Tèo ơi. Hoành thân đo trên đây 26 nha các bạn. Hoành thân được là 26. Hoành cũ là 40. Tổng đế được 40. Chiều cao 41. Chiều cao của cây được là 41. Rồi giá cây này sao anh? Giá 400k bao ship toàn quốc. 400.000 đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi này. Rồi cây tiếp theo là mã 32T. Rồi cũng một cây me dáng quái ha, xây một vòng đi rồi mình đo thông số luôn đi nè. Mạnh lắm cả nhà. Bây giờ nè, đây. Hổng đây bứng về mấy ngày mà tượng nó phúng phúng lên gì đây anh Tèo? 6 ngày. Về 6 ngày cây sống khỏe ha. Rồi nói chung là không có sao hết. Những cái cây phôi bên vườn của anh Tèo thì bao sống cho anh em mình yên tâm ha. Bạn cứ yên tâm. Rồi thì đi vào thông số luôn đi anh ơi. Hoành thân đo trên đây là 20 nha cả nhà. Hoành thân được là 20. Hoành cũ 37. Hoành tổng đế được là 37. Chiều cao là 43. Chiều cao của cây được là 43. Giá cái mà giao lưu là 400 em bao ship nha. 400.000 đã bao gồm phí ship ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi cây tiếp theo là mã 33T. Quá trời cái đường thân này chỉ có từ nhỏ người ta mới quấn lại được gì nè các bạn. Đây ha. Đó, nó cuộn đây nó qua đây luôn nè. Đó, cây cực kỳ quái luôn ha. Rồi, củ đế thì nó đều hết trơn, đế cũng là sữa từ nhỏ. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh Tèo ơi. Hoành thân 25. Hoành thân 25. Đế thì cao là 43. Cao 43 ha. Đế này hình hảo là đế thì nó cũng phải ba mấy các bạn. Rồi cây này giá sao anh? 400.000 đã bao gồm phí ship cho bạn mình ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi anh ơi. Rồi cây me, cây cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn ha anh Tèo. 34. Trời, giống như thái tử lưng gù đưa một cái lưng kìa. Rồi để tương đối đi, em quay cận cận đi cho anh em mình xem tham khảo ha. Đó. Cây nó còn rễ nó không có thăng bằng được mà. Rồi xem một vòng đi anh. Nó quái lì dị lắm nha cả nhà. Trời, cây nó co dính liền quái luôn. Quặn quẹo quá trời luôn. Dành cho anh em mình thích những cái cây quái nha. Rồi mình đi vào thông số luôn đi anh ơi. Hoành thân 21. Hoành thân được là 21. Hoành cũ 36. Tổng đế 36.
Chiều cao là 36 luôn. Chiều cao của cây được là 36. Rồi cái này 400k luôn. 400.000 đã bao gồm phí ship ha. Và cây này cũng là cây cuối clip luôn ha anh. Rồi xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả bạn dành cho vườn bonsai gia quy của anh Tào ha. Rồi các bạn xem kênh nhớ cho mình một cái lượt đăng ký kênh để nhận những video clip mới nhất nha các bạn. Rồi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.